Thưa quý vị và các bạn, hội nghị tổng kết chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới giai đoạn 2009-2011 đã được tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trưởng ban chỉ đạo đã đến dự và kết luận về kết quả của chương trình. Cùng dự còn có đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu toàn quốc xây dựng nông thôn mới. Báo cáo của ban chỉ đạo chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới cho thấy tại 11 xã thí điểm, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao nhanh, sản xuất phát triển, hạ tầng kinh tế xã hội từng bước được hoàn thiện, chất lượng hệ thống chính trị cơ sở được nâng cao. Các xã điểm tạo được sức lan tỏa, khích lệ và thúc đẩy việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua thí điểm đã rút ra được nhiều kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức, hoạt động của các cơ quan chỉ đạo cũng như về phương pháp, cách giải quyết những nội dung khó như quy hoạch, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, phát triển văn hóa xã hội môi trường, huy động nguồn lực, cơ chế tài chính và cơ chế quản lý đầu tư ở địa bàn xã. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng chỉ trong 3 năm vừa làm và rút kinh nghiệm, 9 trên 11 xã được chọn làm thí điểm đã hoàn thành hầu hết 19 tiêu chí đề ra, là một nỗ lực rất lớn của ban chỉ đạo các cấp. Những kết quả đạt được đã mô tả được diện mạo và phương hướng phát triển cơ bản của nông thôn mới Việt Nam. Đồng thời, khẳng định tính đúng đắn và kịp thời của nghị quyết Trung ương 7 khóa 10. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới là một vấn đề lớn, khó khăn. Công tác thí điểm đã đem lại nhiều kinh nghiệm về phương pháp, cơ chế, chính sách và cũng là thực tế để kiểm nghiệm, điều chỉnh, bổ sung bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Quá trình 3 năm thí điểm, thời gian ngắn lúc ban đầu tuy có lúng túng, nhưng sau khi được Ban Chỉ đạo Trung ương, các bộ, các ngành Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn, việc thực hiện đã đi vào nền nếp và kết quả ngày một tốt lên theo hướng bền vững. Tổng số vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp là khoảng 300 tỷ cho 11 xã. Như thế là bình quân một xã khoảng 27 tỷ 2. Nhưng tổng số vốn huy động cho xây dựng nông thôn mới ở 11 xã lên đến hơn 2.500 tỷ đồng. Vốn hỗ trợ trực tiếp của ngân sách trung ương chỉ chiếm 11,9%. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng là khi đại trà thì cũng không có phải lo lắng lắm, tức là cái nguồn lực chúng ta không có để mà chúng ta làm. Hay là cũng có dư luận cho rằng là đây là những cái hình mà chúng ta vẽ ra nó đẹp quá mà vốn trung ương bỏ ra quá nhiều. Nó không phải như thế. Điều quan trọng nhất được rút tỉa qua thí điểm, Chủ tịch nước nhấn mạnh là các xã đã có nhận thức rõ ràng về cách thực hiện, không còn trông chờ tuyệt đối vào nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương như ban đầu. Và đây là lý do để tin tưởng vào việc nhân rộng mô hình. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng chỉ ra một số hạn chế về tính hoàn chỉnh và bền vững của mô hình thí điểm. Một số nội dung triển khai chậm, việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân địa phương còn chưa được quy chế hóa. Một số tiêu chí cần được tiếp tục hướng dẫn hoặc phải nghiên cứu để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với đặc điểm thực tế vùng miền. Là cái cơ cấu kinh tế không phải chỉ giới hạn trên phạm vi một xã, một huyện, thậm chí một tỉnh nữa, không phải. Thế phải? Cơ cấu kinh tế vùng nữa, mà bây giờ ý niệm ta kinh tế vùng á, thậm chí có loại sản phẩm mà cơ cấu kinh tế trên phạm vi cả nước nữa. Cho cái này phải mềm đi chỗ này. Phải có một sự điều chỉnh phù hợp, chứ không khéo là chúng ta biến thành là 10.000 cái đơn vị kinh tế mà chắc nó khép kín là sai rồi. Nó trái với bản chất kinh tế thị trường nè, trái hẳn. Bây giờ người ta còn toàn khu quá, khu vực quá cái nền kinh tế thế giới mà, nền kinh tế khu vực. Còn người ta gom lại từng xã, từng huyện, từng tỉnh ta là ta chết rồi. Sai hoàn toàn cái quy luật phát triển kinh tế của kinh tế thị trường. Chủ tịch nước đề nghị các mô hình về nông nghiệp, nông thôn và nông dân cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đúng các quan điểm chỉ đạo của Ban Bí thư. Về đa dạng hóa nguồn lực, phải đặc biệt quan tâm thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp và vai trò của vốn tín dụng. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo cần được thực hiện thường xuyên, quyết liệt, tăng cường kiểm tra đôn đốc, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Những kinh nghiệm, kết quả của việc thí điểm, các bộ ngành trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và thể chế hóa bằng các văn bản pháp quy để giúp ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia nhân ra diện rộng.